Xin chào mọi người. Mọi người ơi, thì ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình, và năm nay đã là cái sinh nhật lần thứ 3 của mình ở bên Anh rồi. Lúc mà lần đầu tiên mình qua bên đây là hồi tháng 4, thành ra là còn 3 tháng nữa là tới sinh nhật của mình rồi. Cho nên bây giờ mình ở Anh được hơn 2 năm nhưng mà mình đã đón 3 cái sinh nhật ở đây rồi. Thì bình thường sinh nhật là giống như là 2 năm trước thì bọn mình sẽ kiểu như là tự nấu ăn uống với nhau xong rồi làm video này kia thôi, vẫn qua gặp gia đình á, nhưng mà bọn mình sẽ dành cái ngày đó cho hai đứa mình. Nhưng mà năm nay á thì tại vì cái dịch ở bên này nó cũng đã đỡ rồi á, và mọi người ở bên này thì kiểu như bắt đầu tiêm vaccine rồi, giống như nhà của mình á là nhà mình đã tiêm vaccine hết rồi, mình với lại Jay đã mới tiêm vaccine từ tuần trước đó. Cho nên năm nay thì mình quyết định là mình sẽ nấu ăn một cái gì đó để mời mọi người qua, và chủ yếu là mình sẽ nấu cái đồ Việt Nam thôi, tại vì rất là lâu rồi á, từ cái lúc mà bọn mình qua cái nhà mới á thì tại vì bếp này kia bọn mình cũng chưa xong á, thành ra là mình chưa có bao giờ mà mời mọi người qua ăn ở cái nhà mới này của bọn mình hết á đó. Cho nên ngày hôm nay nhân một cái dịp hơi đặc biệt thì mình đã mời mọi người qua đây. Xong rồi mình nói chung là từ qua đến giờ á là mình xin nghỉ, tại vì bình thường á sinh nhật năm nào thì mình cũng sẽ xin nghỉ hết đó. Thì mình xin nghỉ xong rồi mình ở nhà, mình tưởng là mình sẽ nghỉ ngơi nhưng mà thực ra ở nhà thì mình chuẩn bị đồ ăn xong rồi nấu ăn quần quật từ hôm qua tới giờ. Nhưng mà thực ra thì rất là vui tại vì nấu là để cho mọi người tới xong rồi mọi người ăn chung á. Lâu lắm rồi thì mọi người cũng không có được tụ tập, đặc biệt là trong cái thời gian mà dịch giống như vậy nè. Đó, bây giờ thì bọn mình sẽ cho mọi người coi cái đồ ăn mà mình đã chuẩn bị, và chắc là bọn mình sẽ phải nấu nhanh thôi tại vì mọi người đã sắp tới rồi á. Và đây là những món mà mình đã chuẩn bị để gọi là chiêu đãi mọi người trong gia đình của mình hôm nay. Thì mấy cái món này trông vậy thôi nhưng mà mình đã phải mất cả ngày hôm nay luôn á. Chưa kể là ngày hôm qua là mình đã phải gọi là làm cái bánh bao kẹp trước rồi đó. Xong rồi mình làm, tại vì cái này nó để được ở bên này nó lạnh á, cho nên mình làm xong rồi mình có để bọc lại, tại vì nó mất rất là nhiều thời gian luôn á. Đây là mình đã làm cái bánh da ua đào nhưng mà đào của mình nó nặng quá cho nên là nó bị chìm xuống này, mình chưa có thử nên là không biết nó như thế nào. Và ở đây mình có làm món xôi chiên. Xôi này thì mình chưa có chiên, đây là theo yêu cầu của Jay. Jay rất là mê món này. Mình đã cũng nấu xôi từ ngày hôm qua luôn. Còn đây là mấy cái món mà mình đã làm ngày hôm nay nè. Ở đây mình nghĩ là mình đã làm rất là nhiều luôn á, tại vì mình cứ sợ là không đủ đồ ăn á. Ở đây, ở dưới đây á, là gọi là gì nhỉ? Gọi là bánh khoai tây cá. Là mình nghiền khoai tây với lại là cá ra, xong rồi mình lăn qua bột. Còn cái trên cùng cái viên viên này là cái gọi là tôm á, mình xay ra gọi là tôm viên á, mình cũng sẽ chiên xù luôn. Nói chung ở đây là tôm với lại cá, tại vì có cô của mình chị ăn chay á, thì chỉ ăn tôm hoặc là cá thôi, không ăn thịt. Nhưng mà cái này thì mọi người đều ăn được, với lại là mọi người rất là thích cái khoai tây á, bên này người ta ăn khoai tây á, cho nên mình đã làm cái món này. Và ở đây là gà, mình sẽ làm món gà 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 viên chiên á, ô lộn, gà viên chiên ở đây nè. Còn cái này là cũng là viên nhưng mà mình kiểu như là nó dẹt dẹt á đấy. Trời ơi, trông vậy thôi nhưng mà đã mất rất là nhiều thời gian. À, mình còn thêm một món nữa, mình có thêm món này nữa, đó chính là món nem nướng. Thì thực ra đáng nhẽ là nó làm giống như là nem nướng á, nhưng mà mình thấy cái này nó khá giống như là gọi là gì nhỉ, giống như là xúc xích ở bên này á đó, cho nên mình đã làm cái này nhưng mà vị của Việt Nam nha, để lát nữa thì sẽ kẹp vào trong cái bánh bao kia. Giờ thì mình sẽ đi nướng nó thôi. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu đi chiên, nếu không thì sẽ không kịp mất. Bọn mình sẽ chiên tôm trước. Đây là toàn thịt tôm không luôn á. Còn đây thì có khoai tây. Trời ơi, nhìn rất là Take some of hấp these out. dẫn. Okay. Not sure if it cook. This one. Bây giờ là chiên cái món cuối cùng rồi á mọi người, đó chính là cái gà. Hôm nay Jay đi làm á, xong rồi Jay về, thế là Jay phụ mình chiên đồ ăn, tại vì mình chuẩn bị nguyên một ngày luôn á, mình chưa có thời gian chiên luôn, thì đã nói chung là gần xong rồi á. Đó, đây là cái tôm viên mình đã chiên lên, nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà mấy hôm nay trời bên Anh nó kiểu như là mùa hè nên là nó cũng khá là ấm á mọi người, xong rồi có ruồi á. Đó, cho nên phải che lại chút, không có con ruồi nó sẽ bay vô. Còn đây là thịt gà viên. Và đây chính là cái món rất là đơn giản, đó là cái món apple pie, là cái món bánh táo á. Nó đơn giản cực kỳ luôn á, chỉ có nhào bột bơ xong rồi bỏ táo vào thôi. Và cái bánh đào của mình thì ở kia.
Giờ thì chị chờ mọi người quen nữa thôi. Bây giờ mình sẽ phải đi nấu thêm cái nước sốt. Chân dung người đàn ông đã giúp chiên hết tất cả những cái mớ đồ này. Xong rồi còn kêu là hả, nếu mọi người hỏi là ai nấu thì là Jay nấu, còn Linh chị phụ chuẩn bị đồ nữa chứ. Trong... Ok, nhà mình đã tới. Đã chuẩn bị xong đồ ăn. Hello. Ông bà mình đã tới nữa rồi nè. Nói chung là mọi người đã tới rồi. And some flowers. Yeah. Didn't know whether you had a vase, so we brought a vase down for you as well. Oh, thank you. Yeah, I got one. Yeah. And that is your gift and your card. Thank you. I will open it later. Thank grandparent. Tất cả mọi người trong gia đình đã tới rồi. Bây giờ thì bọn mình sẽ ăn thôi. It looks like tomato and chicken. You can put in the yeah. Time to eat. How about our vegetable? Yeah, I think I need to chop mine a bit neater now. And what's these? Meat. Yeah. Just meat here. Prawn here and. Is it okay? Yeah, that is your rice. Oh, so have one of these then. Yeah. Oh, it looks really good. We thought we sit at the table, but then maybe better to do sit there instead. Yeah, nice. Okay, giờ thì nhà mình sẽ ăn thôi. Are you busy eating, Jay? Yeah, it's lovely. I make the smaller time. This it's like bone, is it? No, it's lovely. Now, yeah, like, what I did, she goes... Are you comfy? Yeah. Hôm qua bọn mình mới được cho cái ghế mà ba mẹ mình không có xài á, xong rồi cho... What's inside, hiểu? Just like small pieces of thing. I feel like an animal in the zoo and everyone tries to come and see me. Nhìn cái này nó mắc cười. Mà nó to quá, nó chiếm nhiều diện tích nên mình không có thích lắm. Tại vì nhà đã rất là nhiều ghế rồi. Nhưng mà nhìn Jay nằm có vẻ rất là thoải mái luôn á. Hello mọi người ơi. Thì ngày hôm nay đã là ngày hôm sau rồi. Tại vì hôm qua xong rồi mọi người ăn uống xong á, xong rồi bọn mình dọn dẹp, thế là mệt xỉu luôn, thế là cũng không có quay quýt gì được á. Xong rồi bọn mình vẫn còn rất là nhiều đồ ăn luôn á, tại vì Jay nói là mình làm cho ăn khoảng một tuần luôn á. Và mình nhớ ra là mình còn một gói quà của công ty là mình chưa có mở ra, còn lại hôm qua thì đã mở quà của mọi người rồi, cho nên là mình sẽ gọi là mở món quà của mọi người trong công ty này thì người ta rất là thích thiệp. Xong rồi tất cả mọi người sẽ viết lời chúc vào đây. Hình như năm ngoái mình có làm một cái video nhận được quà trong công ty rồi. Thì nói chung chủ yếu quà là tấm lòng thôi. Bên này họ rất là hay dùng nến đó mọi người. Có một cái nến. Và món quà cuối cùng không biết là cái gì. Mình nghĩ có thể là đồ trang sức nhưng mà không biết. Do dịch đó cho nên là bọn mình đang làm ở nhà. Đáng nhẽ là công ty của mình chuẩn bị đi làm lại rồi. Tại vì là lúc mà mọi người ở bên này họ tiêm vaccine thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều rồi á. Nhưng mà hình như là sau khi mà mọi người tiêm vaccine ý, thì kiểu như là họ ra ngoài nhiều hơn hay sao á. Cho nên là mặc dù là mọi người được tiêm nhiều vaccine, nhưng mà cái tình trạng mà mọi người bị
test mà bị dính cái Covid á, thì lại tăng lên. Đó, thành ra là cái khu vực của mình là cái khu vực mà tăng thứ hai ở trong nước Anh hay sao á. Nên là công ty đã quyết định là mọi người sẽ đóng cửa thêm một tháng. Đầu tiên là 2 tuần chứ. Xong rồi nhưng mà nó vẫn còn tăng á. Thành ra mọi người đã đóng cửa thêm 2 tuần nữa. Thành ra cái sinh nhật của mình thì nó ở nhà. Cho nên là mọi người đã mang... mọi người trong công ty góp lại xong rồi mua quà để tặng á. Xong rồi mang tới nhà tặng luôn. Còn nó là dây chuyền mọi người ạ. Kiểu đồ trang sức á. Năm nay mình lại đón thêm một cái sinh nhật ở bên Anh. Nói chung là rất là đơn giản thôi. Tại vì thứ nhất là dịch với lại là bên này thì nó chỉ giống như vậy thôi á mọi người. Sinh nhật thì một là mọi người sẽ đi ra nhà hàng cùng với lại là gia đình để ăn uống, hai là sẽ tổ chức ở nhà thôi. Nhưng mà mình thì mình thích ở nhà hơn. Đó cho nên là mình đã gọi là bày vẽ nấu nướng ra để mời mọi người ăn. Nhưng mà lâu lắm rồi, hôm qua mình mới nấu kiểu cho nhiều người ăn như vậy á. Mà bình thường thì mình cứ hay sợ thiếu đồ ăn á, cho nên làm xong đồ ăn là mệt xỉu luôn. À, trước khi mà kết thúc cái video này ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái việc mà bọn mình đi tiêm vaccine ở bên này. Thì cái hôm bữa là tiêm, hôm bữa là Jay đã đi tiêm vaccine trước mình rồi. Thì lúc mà Jay tiêm về á, thì Jay chỉ bị giống như là đau cái tay một hai ngày gì đó thôi. Xong rồi đến cái lượt mình, lúc mà mình gọi cho người ta thì giống như là chưa có lượt á. Thành ra là mình phải đợi. Xong rồi cuối cùng thì mình cũng book được. Thì khi mà mình book như vậy á, thì người ta sẽ bắt buộc là mình book 2 mũi luôn. Tại vì hiện tại ở bên này thì người ta sẽ tiêm 2 mũi á. Mũi đầu tiên với mũi thứ hai cách nhau là khoảng 8 tuần hay là 4 tuần ấy. Mình nhớ là mình book vào hôm 10 tháng 7. Còn cái mũi tiếp theo là hình như là đến tháng 9 thì phải. Đó, xong rồi lúc mà mình đi book ấy, lúc mà mình đi tiêm ấy, thì giống như người ta đã đặt cái lịch giờ cho mình rồi. Thì khi mà mình tới là cũng có rất là nhiều người đi tiêm luôn. Tại vì mỗi một lần người ta làm như vậy thì giống như một đợt người sẽ đi á. Thì khi mà vô ấy, thì người ta sẽ có một cái gọi là cái tờ, phát cho mình một cái tờ giấy để coi là những cái thông tin về cái vaccine với lại là những cái triệu chứng gì mà nó có thể xảy ra. Chủ yếu những cái triệu chứng cho cái mũi đầu tiên là có thể là bị sốt nhẹ này, hoặc là bị đau cơ, hoặc là bị đau tay, hoặc là bị đỏ hay là gì á. Nói chung là không, người ta chưa có thấy cái gì mà bị nặng á. Đó, xong rồi lúc mà đợi tiêm rất là nhanh luôn á, người ta vô. Trời ơi, mình nghĩ là chắc chỉ tiêm 1-2 giây gì á, người ta thấy người ta bỏ vào tay một cái xong người ta nói gì là xong luôn, rất là nhanh luôn. Sau khi mà tiêm xong ấy thì bọn mình sẽ ra cái phòng chờ, xong rồi ngồi khoảng 15 phút để coi là có bị phản ứng gì hay không á. Tại vì nếu mà trong cái khoảng thời gian đó, nếu mà mình có bị sốc thuốc hay là bị như thế nào á, thì người ta sẽ gọi là sơ cứu hỗ trợ cho mình á. Đó, thì sau khi mình tiêm xong thì cũng thấy hơi mệt mệt. Mà lúc đấy tay thì chưa có đau nha. Xong rồi mình ngồi khoảng 15 phút thì thấy ok. Xong rồi mình đi về. Xong đến tầm chiều tối là bắt đầu thấy nó rất là đau luôn á. Kiểu ê cái phần tay luôn. Xong rồi nó đau khoảng 1-2 ngày, nhưng mà không có bị sốt hay là bị gì cả. Nói chung là chỉ bị đau tay thôi. Bây giờ thì mình sẽ chờ để tiêm cái mũi 2 này. Bây giờ người ta chỉ tiêm cái loại vaccine là Pfizer thôi thì phải. Tại vì chơi tiêm cái loại đó, xong rồi mình cũng tiêm cái loại đó luôn. Và đợi đến cái mũi thứ hai, nghe đâu là cái mũi thứ hai ấy thì hình như là nó sẽ bị sốt, bị nặng hơn hay sao á. Đó, nhưng mà hiện tại thì bây giờ mình đã tiêm thì mình thấy cũng bình thường. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.